Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay tiếp tục quay lại với một cái video review. Và con hàng chính trong video ngày hôm nay sẽ là một con hàng đến từ câu lạc bộ Chelsea. Và mình đã đặt mua với giá là 13 triệu coin nha. Đây cũng là một con hàng mà anh em có thể nhận được trong cái sự kiện Summer Vacation. Nếu anh em cày chay và làm đầy đủ tất cả các nhiệm vụ hàng ngày nha. Over 97 và Timo Werner với cái phiên bản này nhìn khá là chất lượng. Và ở cái sự kiện Summer Vacation này, hai con hàng 97 để anh em cày chay có thể lựa chọn đó là Timo Werner cùng với đó là con hàng Zaniolo. Nhưng theo mình thấy thì đa số những anh em cày chay chỉ chọn Timo Werner vị trí ST thôi. Bây giờ thì mình sẽ xếp Timo Werner vào cái vị trí ST thay cho vị trí Fernando Torres nha. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái việc chuyển rank cũng như là nâng up rank của cầu thủ này lên để cho đạt cái mốc over 100, nhìn cho nó đẹp hơn một tí cho cái bài review của mình. Với cái giá trị hiện tại là 13 triệu coin thì mình nghĩ sau đây một thời gian nữa, khi những anh em cày chay tới cái ngày cuối trong cái phần đầu tiên nhận được Timo Werner thì giá trị cầu thủ này sẽ giảm đi rất là nhiều. Và theo như mình đoán thì cái giá trị của Timo Werner chỉ rơi vào khoảng 6-7 triệu coin thôi nè. Sau khi chuyển cái mốc rank cộng 10 thì cầu thủ này mới đạt cái over 99 thôi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng up luôn cái rank lên over 100. Những cầu thủ đến từ cái sự kiện Summer Vacation này sau khi up lên cái over 100 thì mới thấy cái hiệu ứng nó ấn tượng nè. Đúng là một màu cam của Summer luôn, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ up thêm cái mốc rank của cầu thủ này lên cộng 15. Và đây cũng là cầu thủ mình nhắm tới cho cái squad builder câu lạc bộ Chelsea sắp tới của mình. Và sau khi làm bài review này thì mình có thể sẽ bán đi cầu thủ này. Và sau đó đợi cái mốc giá nó giảm đi tới cái mốc đáy của cầu thủ này thì mình mới thực hiện cái việc mua lại. Và sau một khoảng thời gian không ra thẻ cầu thủ của câu lạc bộ Chelsea thì cái sự kiện Summer Vacation này EA đã tung ra tới tặng 4 qua thẻ của cầu thủ Chelsea nè. Với những cái over rất là cao này, như con hàng Timo Werner này là over thấp nhất trong 4 con hàng của câu lạc bộ Chelsea. Cùng với đó là con hàng Kovacic này, Jorginho và huyền thoại Peter Cech. Đó cũng là cuộc tin khá là vui dành cho cá nhân mình cũng như là toàn bộ những anh em fan của câu lạc bộ Chelsea nha. Và sau khi up xong cái over lên 100 thì chắc chắn là cái chỉ số của Timo Werner cũng sẽ tăng lên đáng kể cho cái bài review ngày hôm nay. Và đây là cái hình ảnh của Timo Werner sau khi lên cái over 100, nhìn rất là summer được. Cùng với đó là màu áo xanh của câu lạc bộ Chelsea, hình ảnh của Timo Werner nữa, tất cả đang rất là hoàn hảo cho cái quả thẻ lần này của Timo Werner. Đang có lỗi một chút cho những cái quả thẻ Summer Vacation đấy nữa, nó kiểu như là hiệu ứng của nó hơi bị lắc nhẹ một tí. Bây giờ thì anh em mình cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của Timo Werner nha. Với cái skill boost là Second Striker đang được cộng 10 trong cái team của mình thôi. Và với cái bộ chân là hai chân đều thuận này, chân trái sẽ là 4 vạch và chân phải sẽ là 5 vạch. Stamina của Timo Werner cũng khá là ổn ở câu số là 8 cục, cùng với đó skill move chỉ là 3/5 sao thôi. Về cái bộ chỉ số tốc độ cũng như là cái cách dứt điểm và lực sút của cầu thủ này nhìn khá là ổn đấy nè. Chọn vị trí cũng khá là cao nè, 114 cộng 12 luôn. Cửa lòng thì ở cái mức trung bình thôi, chỉ là 93 cộng 3 và tầm nhìn rất là thấp, ở con số chỉ là 88 cộng 3 thôi. Bộ chỉ số agility khá là cao, ở con số 119 cộng 12, thăng bằng chỉ là 97 cộng 9 nè. Chỉ số reaction cũng như là ball control của cầu thủ này thì ở cái mức gọi là tạm chấp nhận được nè. Vì đây là cái over đã là 100 rồi, nhưng mà cái con số này cũng không thật sự ấn tượng cho lắm đâu. Với cái thể hình chỉ là cao 1m8 nè, nặng 76 cân, cái work rate là high và medium. Cầu thủ này với skill move là hell to hell, cùng với đó chỉ sở hữu một skill là dắt bóng nhanh thôi. Bay của cầu thủ này là 118, shooting là 123 và passing chỉ là 90 thôi. Xem cái bộ chỉ số chuyền chọt của Timo Werner thì khá là tệ nè. Con hàng này có cái passing chỉ là 90 thì rất là thấp luôn. Agility là 114 nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần khá là quen thuộc, đó là cái phần set basic. Mình cũng sẽ xếp những cái vị trí ưu tiên cho Timo Werner cho cái bài review ngày hôm nay nha. Đó là hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài này, cùng với đó là cái tình huống sút penalty trong hai cái trận đá head to head của mình. Và cái vị trí ưu tiên cuối cùng dành cho Timo Werner cho cái video ngày hôm nay đó là cái tấm băng đội trưởng nha. Khá là ưu tiên, khá là ưu ái dành cho cầu thủ này rồi. Và sau khi cài đặt xong cái phần set basic này, anh em mình sẽ trở lại cái màn hình chính này, sẽ vào cái phần cài đặt để chọn cái logo câu lạc bộ Chelsea cũng như là cái bộ áo đấu của câu lạc bộ này nha. Và ở cái phần cài đặt này thì mình có chỉnh luôn chế độ đổi sân sau mỗi hiệp đấu, nếu anh em quan tâm thì nhớ chú ý cái phần này giúp mình. Và trước khi bước vào hai trận đá head to head cùng với một trận đấu vé tắc để cùng mình trải nghiệm và đánh giá Timo Werner thì anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video để ủng hộ giúp mình nha. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy hoặc là Starbucks gì đó thì anh em cứ nhắn với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình trong cái thời gian vừa qua nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ chính thức vào cái trận đấu đầu tiên trong bài review Timo Werner phiên bản Summer Vacation. Hiện tại thì có rất là nhiều anh em quan tâm và chờ đợi để xem cái video review Timo Werner này nè. Anh em đặt cái mục tiêu của mình rất là nhiều vào con hàng này. Vì rõ ràng là so với con hàng Zaniolo đó thì con hàng Timo Werner này chắc chắn là đắt khách hơn rồi.
trận đấu đầu tiên mình sẽ gặp đối thủ đến từ câu lạc bộ Atletico Madrid này. Với cái chỉ số đội hình thấp hơn cái đội của mình khá là nhiều này, để xem đối thủ sẽ gồm có những con hàng gì nha. Và khi gặp một đối thủ có cái đội hình yếu như thế này cũng là một cơ hội khá là tốt để cho Timo Werner có thể tỏa sáng được ở cái trận ra mắt này nè. Đối thủ với bộ ba tấn công bên trên là Neymar Junior này, Eto cùng với đó là con hàng Di Maria. Bên dưới là Ronaldinho cùng với đó là Clarence Seedorf, cũng những con hàng cũng khá là chất lượng nè. Cũng không thể nào xem thường được những đối thủ có cái đội hình kiểu như thế này. Đây là Falabat, Ronaldo. Và chắc chắn là trong cái trận đấu này thì vẫn như thường lệ thôi, mình sẽ cố gắng đưa bóng nhiều nhất có thể đến vị trí của Timo Werner nha, để vị trí cầu thủ này có thể tỏa sáng cho cái bài review ngày hôm nay. Đây là Timo Werner, một pha xử lý rất là đẹp mắt của Timo Werner nè. Pha chạm bóng đầu tiên cũng như là pha tấn công đầu tiên của Timo Werner, và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ này rồi. Rất là nhanh thôi, một pha xử lý skill, sau đó là một pha cửa lòng trong vòng cấm của đối thủ luôn. Một pha ra chân rất là nhanh, rất là gọn gàng của Timo, khá là ấn tượng với một pha ra mắt như thế này anh em. Đây là Ronaldinho, một pha xử lý bóng rất là gọn gàng của Timo Werner. Nếu mà anh em có chơi từ mùa trước thì chắc chắn cũng biết được con hàng Timo Werner đến từ cái sự kiện Summer trước đó. Một con hàng ST cũng khá là chuẩn, không biết cái phiên bản này của Timo Werner cũng là cái phiên bản Summer Vacation thì không biết sẽ như thế nào cho cái Over 97 này. Với sau những cái phút thi đấu ra mắt khá là ấn tượng với một bàn mở tỷ số rất là nhanh trong vòng cấm của đối thủ. Tình huống ném bóng tới vị trí của Lombard, tiếp tục là Garincha, và đây vẫn đang là Philipp Lahm. Philipp Lahm, bên trong là Timo Werner, không thành công rồi. Khả năng không chiến của Timo Werner thì vẫn vậy thôi. Đây là một con hàng đã mấy mùa gần đây rồi, cái khả năng không chiến thì không thật sự tốt cho lắm đâu. Có những tình huống thật sự thuận lợi thì Timo Werner mới có thể đánh đầu được thành bàn thôi. Còn cái khả năng bật nhảy cũng như là không chiến của Timo Werner thì khá là bình thường. So với những con hàng ST khác thì đây là một cái điểm yếu của Timo Werner nữa. Đây là Virgil van Dijk, tiếp tục là Van Lambert. Ronaldo vẫn đang là những pha xử lý skill rất là ấn tượng của Ronaldo. Và đây lại là cơ hội dành cho Timo Werner. Tiếp tục là bàn thắng thứ hai cũng đã tới rồi. Một pha chọn vị trí và chạy chỗ rất là đẹp mắt của Timo Werner này. Cú đúp bàn thắng sau 30 phút thi đấu. Chắc chắn là không có gì tuyệt vời hơn với cái màn ra mắt kiểu như thế này của Timo Werner này. Khá là dẻo cho cái pha cửa lòng trong vòng cấm này. Quá hoàn hảo cho hai cú dứt điểm của Timo Werner. Đây chắc chắn là một hình ảnh mình muốn thấy nhất cho cái bài review ngày hôm nay rồi. Một Timo Werner rất là hoàn hảo, rất là toàn diện ở cái vị trí ST của câu lạc bộ Chelsea đã trở lại. Đây là Joao Cancelo, Clarence Seedorf. Đây là Neymar Junior, Ronaldo đã lùi khá là sâu cho cái tình huống bóng này. Một tình huống chuyền sai vị trí của đối thủ rồi. Đây là Van Lambert, một pha mở bóng cho Timo Werner. Vẫn đang là Timo Werner nè, những pha xử lý skill ở bên offside shot của cầu thủ này. Và đây lại là cơ hội cho Timo. Tiếp tục là bàn thắng thứ ba cũng đã tới rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm với nè. Quá khủng khiếp với cái màn tấn công của Timo Werner. Cú hat-trick chỉ là trong 40 phút thi đấu đầu tiên của hiệp đấu đầu tiên màn ra mắt của cầu thủ này. Một pha xử lý quá tự tin trong vòng cấm của đối thủ nè. Và cú dứt điểm của Timo Werner thì khá là gọn gàng. Với cái chỉ số là rất là cao cho cái finishing cũng như là shot power thì cầu thủ này có những cái cú sút rất là chính xác nè. Cùng với đó là cái bộ chân, hai chân đều thuận cả, cho nên những cú sút của Timo Werner thì khá là yên tâm cho cái chế độ head to head này. Đây là Joao Cancelo, tình huống tạt bóng vào bên trong. Vanaken đã bắt cao đánh đầu nhưng lại không trúng được bóng rồi. Tiếp tục đây là Bidret, kịp hay không cho một pha phản công, không thành công rồi. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi dừng lại cái hiệp đấu đầu tiên rồi. Một cái hiệp đấu ra mắt khá là tưng bừng của Timo Werner với cú hat-trick rồi. Một màn chào sân khá là hoàn hảo của Timo Werner. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu hiệp đấu thứ hai. Đây là Vanaken, Di Maria, tiếp tục là pha dẫn bóng của Di Maria. Anh bạn vẫn không bỏ cuộc, vẫn đang rất là cố gắng để có thể ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số cho trận đấu này. Đây là Timo Werner, tiếp tục là một tình huống phản công dành cho mình rồi. Vẫn là Timo Werner, Ronaldo cũng đã té ngã cho cái tình huống trước đó rồi. Đây là Timo Werner, lần này thì Cody đã cướp được bóng trong chân của Timo rồi. Một pha bóng cơ hội nhưng mà sử dụng skill hơi bị quá đà của mình. Tiếp tục là đây một tình huống phản công, Eto bảo đen đang đối đầu cùng Virgil van Dijk. Không chiến thắng được Virgil van Dijk. Một pha lấy bóng rất là gọn trong chân của báo đen. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Và người bị phạm lỗi là Jamrota. Virgil van Dijk đang là người đứng trước bóng. Di Maria đang có vẻ rất là nôn nóng cho cái trận đấu này nè. Còn cả 30 phút thi đấu cho cái đối thủ của mình để có cơ hội ghi được bàn thắng. Vẫn đang là Timo Werner. Và lần này thì Matip đã trở thành trò hề của Timo Werner rồi nè. Một pha xử lý bóng rất là nhanh, rất là gọn trong chân của Timo Werner. Và bàn thắng thứ tư cũng đã tới dành cho chính cầu thủ này rồi. Mà tiếp không khác gì một gã học việt khi đối đầu cùng Timo Werner cả. Và con hàng này có cái chỉ số thăng bằng khá là cao anh em ạ. Cái khả năng cầm bóng trong chân thì cũng rất là dính luôn. 4 bàn thắng cho 65 phút thi đấu. Và đây vẫn là cơ hội dành cho Timo Werner. Và đây là những pha xử lý skill rất là ấn tượng của cầu thủ này. Van Lambert,
Lần này thì Matip đã cắt thành công quả bóng trong chân của Phan Lambert rồi. Van Aken, Di Maria. Ui, và qua người rất là hay của Di Maria khi đối đầu cùng Jabrota. Virgil van Dijk cũng đã bị vượt qua rồi. Bên trong đang là Eto. Ui, cú dứt điểm đi ra ngoài của Eto khá là khó tin đấy rồi. Pha xử lý rất là kỹ thuật của Di Maria trước đó đã loại bỏ tất cả những con hàng hậu vệ của mình rồi. Và cái cú chuyền bóng vào của Di Maria cũng rất là hoàn hảo luôn. Nhưng mà không hiểu sao cái tình huống bóng đó Eto lại sút bóng đi ra ngoài. Và không có một tình huống phạt góc nào dành cho đối thủ cả. Khá là ảo nè. Và đây là Timo Werner, một pha xử lý skill qua người rất là hay của cầu thủ này. Liên tiếp là những pha xử lý bóng rất là đẳng cấp của cầu thủ Timo Werner nha. Đây là một phiên bản hoàn hảo nhất của cầu thủ này tới thời điểm hiện tại rồi. Khá là bay cho cái vị trí ST của Timo Werner nè. Vẫn đang là những tình huống tranh chấp khá là quyết liệt ở vòng tròn giữa sân. Đây là Dilma Junior. Anh bạn vẫn đang rất là cố gắng để có thể kiếm được bàn thắng cho cái trận đấu này. Dilma Junior phối hợp tiếp tục cùng Larecida, Ronaldinho. Lần này thì Pep Guardiola đã cắt thành công quả bóng. Vẫn là những pha đối đầu cực kỳ mạnh đấy nè. Phan Lambert, tiếp tục là Timo Werner. Và đây là cơ hội cho... Ui, không kịp thời gian đấy nè. Thời gian trôi qua thật sự rất là nhanh cho cái hiệp đấu thứ hai này. Và nếu có thêm một phút bù giờ thôi thì chắc chắn là bàn thắng thứ 5 cũng sẽ dành cho Timo Werner rồi. Anh bạn cũng chỉ biết thả một cái nút cười ha ha cho cuối trận thôi. Không biết làm gì hơn với cái màn tỏa sáng khá là rực rỡ của Timo Werner ở cái trận đấu ra mắt của chính cầu thủ này. Với tỷ lệ kiểm soát bóng khá là đồng đều nhau, chỉ là 49% và 51%. Tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 93% và có 4 cú dứt điểm và đều thuộc về Timo Werner cả. 4 cú dứt điểm đem về 4 bàn thắng với cái hiệu suất là 100%. Không ngờ là Timo Werner lại đá bay như vậy trong cái bài review của mình luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới luôn cái trận đấu thứ 2 trong bài review của chính cầu thủ này nha. Để xem trận đấu này thì Timo Werner có tiếp tục tỏa sáng với những bàn thắng của mình hay là không nha. Đối thủ của mình sẽ đến từ câu lạc bộ Real Madrid với cái tên là Bob 2022. Và cái quả tim lần này thì có vẻ mạnh hơn cái quả tim trước đó một tí nè. Với cái bộ chỉ số cho 3 tuyến là 114 đều nhau luôn. Để xem đối thủ ở trận đấu lần này sẽ gồm có những con hàng gì đặc biệt hay là không nha. Ui, với cái bộ hàng hậu vệ khá là chuẩn nè. Và ở cái hàng tiền vệ thì những con hàng có cái overall cũng trên 100 thôi. Có cả Gareth Bale nữa. Ui, vào sân thì mình chào hỏi thì anh bạn lại tung một cú deadline rồi. Vụ màn chào sân khá là khó chịu của đối thủ của mình. Đây là Phan Lambert, một pha mở bóng cho Pires. Khá là khó cho huyền thoại người Pháp rồi. Và đây là Timo Werner, cơ hội dành cho Timo Werner. Lần này thì cú sửa lòng của Timo Werner đã đưa bóng đi ra ngoài rồi. Khá là đáng tiếc cho cái cú dứt điểm lần này của Timo Werner nè. Timo Werner cũng đã nắng nót cho cái pha dứt điểm đó rồi. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm đó kiểu như là không đúng cái tâm bóng cho lắm thì phải. Và thường thì những cái cú dứt điểm như vậy là những cầu thủ khác cũng đưa bóng đi ra ngoài nè. Những cái cú dứt điểm đó thì rõ ràng là mình cảm nhận được mình đã bị rất là nhiều tình huống rồi ở cái góc sút đó, và cho dù mình có nắng nót đi chăng nữa thì cái cú cửa lòng cũng đưa bóng đi ra ngoài, khá là khó hiểu. Và đây là cơ hội thứ hai dành cho Timo Werner ở cái trận đấu lần này, và lần này chắc chắn là không thể nào bỏ lỡ được nữa rồi. Marquinhos là cầu thủ theo kèm Timo Werner ở cái tình huống bóng vừa rồi, nhưng mà không thể nào kiểm soát được tiền đạo đến từ câu lạc bộ Chelsea. Và một cú dứt điểm rất là quyết đoán của Timo Werner đã hạ gục được Courtois trong cái tình huống thứ hai cho cầu thủ này. Cơ hội rất là rõ ràng trước đó thì đã bị bỏ lỡ với một cú cứa lòng đi ra ngoài rồi. Đây là Marquinhos, Alexander-Arnold, chắc chắn là anh bạn sẽ phản ứng cực kỳ mạnh với cái bàn thua này. Đây là Jabrota, tiếp tục là tình huống kiểm soát bóng của Pires. Timo Werner, lần này thì Marquinhos đã lao lên cắt thành công quả bóng rồi. Ronaldinho, có vượt đụng qua được Virgil van Dijk hay không? Tình huống chuyền bóng của con hàng Ronaldinho lại không chiến thắng được con hàng Virgil van Dijk. Rất là khó để có thể vượt qua được hòn đá tảng Virgil van Dijk nữa. Đây là Phan Lambert. Không được rồi, một pha cầm bóng và quan sát của Phan Lambert đã bị Fernando Torres cướp quả bóng trong chân. Đây là Garincha, tiếp tục là Ronaldo. Và xử lý skill của Ronaldo với đường Ruben Dias khá là đơn giản. Đây là Garincha, một pha trèo bóng cho Ronaldo. Pha này xử lý hơi tối một tí rồi. Không thành công rồi, Virgil van Dijk vẫn rất là tỉnh táo trong cái vị trí phòng ngự của mình. Đây là Jabrota, Phan Lambert, Ronaldo, Timo Werner đang đứng vị trí khá là thoải mái. Không thành công rồi, đã có một tình huống phạm lỗi. Và cái vị trí phạm lỗi khá là xa nè, người đang thực hiện là Pep Guardiola. Mình sẽ chuyền bóng cho Timo Werner, không thành công rồi. Quả chuyền này thì hơi bị fail một tí nè, không đến được vị trí của Timo Werner mà đến ngay vị trí của Son Heung-min được của đối thủ luôn. Khá là khó. Một tình huống đưa bóng về an toàn của Philipp Lahm. Tiếp tục là con hàng Courtois, đây là Vidic. Hàng phòng ngự của mình đang làm việc khá là ổn cho hai cái trận đấu này. Đây là Garincha, vẫn đang là tình huống đua tốc độ bên cánh phải của Garincha. Ronaldo, lần này thì chắc chắn cơ hội sẽ dành cho Timo Werner, một pha xử lý open effect shot này. Lần này thì chính Marquinhos là người phạm lỗi với Timo Werner trong vòng cấm rồi, và lại là cơ hội dành cho Timo ở cái trận đấu thứ hai lần này.
đây là cú đúp của Timo Werner rồi. Chắc chắn là trong cái vị trí penalty thì không thể nào làm khó được Timo Werner với cái bộ chỉ số dứt điểm cực kỳ cao của cầu thủ này rồi. Hình ảnh của Timo Werner thì nhìn khá là hoàn hảo nè. Chiều cao 1m8 này, cùng với đó là một cái hình ảnh rất là điển trai của chính cầu thủ người Đức này. Bỏ qua cái khả năng không chiến của Timo Werner thì tất cả mọi thứ chỉ số cùng với hình ảnh, tất cả mọi thứ đang rất là hoàn hảo cho cái vị trí của Timo Werner nè. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi dừng lại cái hiệp đấu đầu tiên trong cái trận đấu thứ hai rồi, và anh bạn vẫn như vậy thôi, vẫn thả một cái nút deadline cho cái trận đấu này. Khá là cục hứng á nè, mình cực kỳ khó chịu khi gặp những cái đối thủ kiểu như thế này. Mình hoàn toàn có thể tắt được đi những cái nút emotion đó, nhưng mà mình muốn để luôn để cho đối thủ của mình thể hiện như thế nào. Còn với cá nhân của mình, tâm lý của mình thì không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm với những cái nút emotion như vậy đâu. Tiếp tục là một tình huống tấn công của đối thủ không thành công rồi. Lần này đã có một tình huống phạt góc dành cho đối thủ của mình rồi. Và đối thủ như thế này thì mình chỉ cần thả những cái nút ha ha như mình là có thể rất là khó chịu luôn nè. Anh bạn đang rất là cay cú rồi, nên mình cứ thả những nút ha ha vui vẻ như thế này thôi sẽ làm cho đối thủ càng khó chịu thôi. Tiếp tục là một tình huống khá là lộn xộn trong vòng cấm, và tiếp tục là một tình huống phạt góc dành cho đối thủ. Và không biết anh bạn sẽ nhắm tới con hàng nào đây. Người thực hiện là Theo Hernandez. Vị trí của Fernando Torres nhưng lại không thành công rồi. Đây là Marquinhos. Ruben Dias. Ôi, một pha xử lý rất là đẳng cấp của Ruben Dias, không khác gì một cái vị trí tiên đạo cả đấy mà. Một pha xử lý bóng qua người rất là đẹp của Ruben Dias, và sau đó là một cú dứt điểm thanh bàn của chính cầu thủ này. Phiên bản trung vệ và phiên bản Ultimate Team Season, một phiên bản cực kỳ đặc biệt của Ruben Dias, và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống rồi. Đây là Jabrota. Một pha xử lý skill hơi bị lỗi của Jabrota rồi, và đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ này. Đây mới chỉ là phút thứ 63 của trận đấu thôi, và tinh thần của đối thủ chắc chắn sẽ còn rất là cao sau cái bàn thắng vừa rồi của con hàng Ruben Dias. Là Timo Werner phối hợp cùng Ronaldo rất là nhanh đây nè. Con hàng Timo Werner chọn vị trí và có cái khả năng tấn công rất là ấn tượng luôn. Bóng vẫn đang thuộc tầm kiểm soát của Timo Werner nè. Mà Quỳ Nhỏ đã có một ngày làm việc khá là vất vả khi đối đầu cùng Timo Werner. Cú dứt điểm cuối cùng của Werner ở một góc khá là hẹp và chỉ có thể đem về một tình huống đá phạt góc dành cho đội nhà thôi. Và đây là cơ hội dành cho Pires. Bên trong thì khá là nhiều con hàng như Ronaldo này, con hàng Virgil van Dijk. Xem con hàng Vidic hoặc là van Dijk sẽ đánh đầu như thế nào, không thành công rồi. Những quả treo bóng như thế này trong những cái tình huống phạt góc thì rất là 50-50 nè. Đây là cơ hội phản công dành cho đối thủ. Đây là Fernando Torres, một cơ hội rất là rõ ràng để có thể quân bình tỷ số 2 đều. Không kịp rồi, pha xử lý bóng của đối thủ hơi bị chậm một tí nè. Và sau khi phát hiện được con hàng Courtois đã lao lên thì anh bạn khá là bối rối cho cái pha xử lý của mình. Và sau đó thì để trôi luôn cái cơ hội đối mặt. Đây là Ronaldinho, pha xử lý của Fernando Torres. Đây là Eusebio, không chiến thắng được Virgil van Dijk rồi, và Courtois đã ôm gọn quả bóng rồi. Một cái cơ hội rất là 10-10 trước đó nhưng đã bị bỏ lỡ thì chắc chắn là còn rất là ít cơ hội dành cho đối thủ của mình. Đây đã là phút thứ 85 của trận đấu. Timo Werner trong cái phần cuối của cái trận đấu thứ hai lần này thì thể lực của Timo Werner đã bị ảnh hưởng khá là rõ rệt rồi. Con hàng này hiện tại thì cái khả năng cầm bóng cũng như là xử lý skill đã rất là bị hạn chế rồi. Anh em có thể thấy là thể lực của Timo Werner đã rất là cạn cho những pha sa ban bóng trước đó của mình. Ronaldo, kể cả Ronaldo cũng vậy luôn nè. Những cầu thủ trên vị trí hàng tấn công của mình đang có một ngày thi đấu trên cả sức của mình, trên cả 200% thể lực luôn, bị mất rất là nhiều sức cho cái trận đấu khá là bùng nổ. Và tỷ số hiện tại cũng chỉ là khá là mong manh với chỉ là một bàn cách biệt thôi. Cú đúp của Timo Werner và đối thủ đã có một bàn rút ngắn tỷ số của Ruben Dias rồi. Và đó cũng là một tình huống cuối cùng trong cái trận đấu lần này rồi. Trọng tài đã thổi coi dừng lại cái trận đấu thứ hai trong bài review Timo Werner, và cuối trận thì anh bạn vẫn không quên thả cho mình cái nút deadline. Khá là khó hiểu cho cái cảm xúc của đối thủ của mình ở trận đấu lần này. Mình thì chỉ cần thả một nút ha ha thôi. Trận đấu lần này thì là cú đúp dành cho Timo Werner này, với cái tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 53%. Và anh bạn đối thủ của mình cũng đến từ Việt Nam luôn anh em ạ, với cái tên Bớp 2020 và đến từ cái league là Vigo này. Không hiểu sao là cái cảm xúc của anh bạn khá là khó chịu cho cái trận đấu lần này. Với cái tỷ lệ ghi bàn khá là khủng khiếp của Timo Werner cho hai trận review này, 6 bàn thắng cho hai trận đấu thì không còn gì hoàn hảo hơn cho cái vị trí S4 của Timo Werner rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới luôn cái trận đấu cuối cùng trong bài review của Timo Werner nha. Đó là trong chế độ vé tắc này. Với cái đội hình 120 mình sẽ gặp đối thủ là 116 thôi. Và chắc chắn là một trận đấu khá là dễ dàng sẽ dành cho mình. Và đây là một cơ hội khá là tốt để mình có thể trải nghiệm được cái khả năng dứt điểm cũng như là cái khả năng xuất hiện của Timo Werner ở chế độ này nè. Ronaldo của dứt điểm khá là dễ dàng. Và với cái chỉ số dứt điểm khá là cao cùng với đó là lực sút cũng rất là ấn tượng và bộ chân là hai chân đều thuận, thì mình nghĩ là trong chế độ vé tắc này cũng khá là dễ dàng dành cho Timo Werner nè. Và liên tiếp là những cú dứt điểm của Timo Werner rồi, những cú dứt điểm một chạm rất là uy lực. Và cái điều ăn mừng của cầu thủ này nhìn cũng khá là nhẹ nhàng và tinh tế nè. Đây là Timo Werner. Cái skill move 3/5 sao thì chắc chắn là cái skill move đó sẽ ảnh hưởng trong cái chế độ vé tắc này rồi.
cái Skill Move 3/5 sao là một cái Skill Move rất là khó để qua người trong chế độ này nè. Và đây cũng chắc chắn là điểm yếu của Timo Werner rồi, cầu thủ chỉ sở hữu 3/5 sao thôi. Và nếu anh em có cái thời gian sử dụng đủ lâu thì mình nghĩ là cũng có thể thích nghi được với cái Skill Move 3/5 sao này. Anh em hoàn toàn có thể áp dụng được những cái Skill Move như là Open Effect Shot này. Và trong chế độ vét tắc này, phải thành thật thừa nhận là trong cái Skill Move 3/5 sao đó rất là khó để có thể qua người được này. Và khi mà xử lý bị fail cái tình huống qua người thì chắc chắn là cơ hội sẽ bị trôi qua, và chắc chắn cũng sẽ rất là thua thiệt cho những cái tình huống kiểu như vậy. Đây là Ronaldo, vừa rồi là một tình huống xuất phạt hàng rào của Timo Werner nhưng lại không chiến thắng được hàng rào nữa. Và ở cái chế độ vé tắc này thì rõ ràng là anh em cũng cần phải nắng nót hơn một chút cho những cái cú xuất phạt của con hàng Timo Werner này. Đây là những cái tình huống mà mình đã chọn sẵn cho cầu thủ trong cái bài review thôi. Và chắc chắn là trong đội hình của anh em nếu có những con hàng xuất phạt tốt hơn thì chắc chắn là những cơ hội đó cũng không dành cho con hàng Timo Werner này rồi. Đây là Timo Werner, của dứt điểm cũng khá là gọn. Những cái cú đỡ bóng cũng như là dứt điểm thì rất là chính xác các em ạ. Những cú đỡ bóng của Timo Werner thì thường rất là gọn gàng. Và những cú sút thẳng của Timo Werner hiện tại thì mình thấy cái tỷ lệ chiến thắng là 100% rồi, rất là uy lực cho những cái cú sút kiểu như vậy. Và cuối cùng thì trận đấu cũng đã dừng lại với cái chiến thắng khá là dễ dàng dành cho mình vì cái chênh lệch overall rất là cao nè. Đối thủ cũng đã rất là cố gắng khi có được 10 bàn thắng cho cái trận đấu này. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái bài review Timo Werner lần này của mình. Một con hàng có cái cách đá rất là mạnh trong cái vị trí ST của mình, rất là đáng để sử dụng trong cái mùa FIFA Mobi 22 luôn. Và trừ ra cái khả năng không chiến là điểm yếu của Timo Werner, cùng với đó là Skill Move 3/5 sao, anh nên cần phải có thời gian để thích nghi và làm quen với cái Skill Move này. Thì còn lại mọi thứ của Timo Werner khá là hoàn hảo và rất là toàn diện. Khả năng bứt tốc cũng như cái khả năng chọn vị trí của Timo Werner, cùng với đó là bộ chỉ số dứt điểm của cầu thủ này rất là hoàn hảo này. Một con hàng rất là xuất sắc ở vị trí ST này. Mình chấm điểm Timo Werner phiên bản này với cái số điểm là 9/10 nha. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận như thế nào về Timo Werner? Anh em có đặt mục tiêu của mình là lấy được cầu thủ này trong cái sự kiện Summer Vacation hay là không? Anh em có đang sử dụng Timo Werner hay là không? Anh em có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share cái video ủng hộ giúp mình. Sau khi ấn đăng ký kênh thì anh em ấn luôn cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ YouTube khi mình up video mới lên nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.